Dạo này thời tiết trở lạnh là Xin hay bị sổ mũi. Đợt trước thì mình có hút mũi cho con bằng miệng, bằng dụng cụ hút hai đầu. Nhưng mà hút mạnh quá thì lại sợ ảnh hưởng tới niêm mạc mũi của con. Ba Xin ảnh cũng lo lắm, cho nên là hôm trước đi làm về á, ảnh có mua cho Xin máy hút mũi Camidi Fast Ly này nè. Mình hút thử thì thấy máy dễ sử dụng, lực hút êm ái, không gây đau hay làm con hoảng sợ đâu nha. Cho nên là hút khá là sạch mũi của con luôn. Máy hút mũi Camidi Fast Ly có 3 tốc độ hút là nhẹ, vừa và cao, giúp ba mẹ thoải mái lựa chọn mức độ hút phù hợp với bé. Mình thấy máy có 3 đầu hút bằng silicon y tế, khá là mềm mại, cho nên là khi sử dụng không gây tổn thương mũi của con. Mình hay sử dụng đầu hút hình bầu để hút mũi cho Xin. Đầu hút tháo rời dễ dàng, thuận tiện cho việc vệ sinh. Các mẹ cho đầu hút vào bên trong mũi của con, sau đó xoay đầu hút một cách thật là nhẹ nhàng để hút hết phần dịch mũi bên trong nha. Đầu hút mũi silicon tiếp xúc trực tiếp với mũi của bé, cho nên là mẹ tiệt trùng thoải mái nha. Còn khoang chứa dịch mũi, mẹ chỉ nên rửa bằng nước ở nhiệt độ thường và tráng qua nước ấm, tránh dùng nước sôi vì có thể làm móp méo khoang chứa. Nè các mẹ coi nè, hút có 10 giây mà ra cả đống dịch vậy nè, biểu sao mà con không có khó chịu cho được. Khi mà thấy con nghẹt mũi hay khó thở thì các mẹ nhớ hút mũi cho con nha. Máy hút mũi nhà Camidi có độ tiện lợi dễ sử dụng, máy nhỏ gọn có thể mang đi đâu cũng được, các mẹ tham khảo thử nha.